Xin chào các thầy cô, quay trở lại với phần hướng dẫn các công cụ iString trong thiết kế bài giảng e-learning. Như các thầy cô đã biết là với cái việc mà thiết kế bài giảng e-learning thì thông thường chúng ta dùng phần mềm iString Tutor, thì các thầy cô mà làm bài giảng để tham gia dự thi thì các thầy cô đều được tôi cung cấp cho các cái mẫu bài tập quiz, và các thầy cô chỉ cần chèn các mẫu đấy vào là chúng ta có thể chỉnh sửa được và chúng ta hoàn thiện nó một cách nhanh chóng dễ dàng. Tuy nhiên là hiện nay ở một số các địa phương thì có tổ chức cái việc thi kỹ năng công nghệ thông tin, tức là thiết kế bài giảng PowerPoint và e-learning. Ở cái phần này thì thường tổ chức là các thầy cô nhận đề và thao tác thực hiện trong khoảng 90 phút. Thế thì với cái việc tham gia dự thi như vậy thì thông thường thì chúng ta sẽ không được sử dụng máy tính cá nhân mà chúng ta sẽ sử dụng máy của ban tổ chức, và chúng ta sẽ không có những cái mẫu để chúng ta làm nhanh như thông thường vẫn làm bài giảng. Vậy thì trong những trường hợp đó thì chúng ta phải biết soạn từ đầu. Và hôm nay thì tôi xin giới thiệu với thầy cô về cái việc chúng ta sử dụng các cái phần quiz để chúng ta thiết kế một cái bài tập từ đầu đến cuối thì cần có những cái lưu ý gì. Sau đây thì xin mời các thầy cô chú ý theo dõi để chúng ta có thể nắm vững và tham gia cái việc thi kỹ năng công nghệ tin một cách thuận lợi. Đấy, xin mời các thầy cô chú ý. Trước hết thì tôi sẽ thêm một trang. Đấy, sau khi thêm trang thì tôi sẽ lưu cái PowerPoint lại, bởi vì là trong quá trình làm có thể bị treo máy, nếu chúng ta lưu lại thì nó sẽ vẫn còn cái nguồn. Sau đó để bắt đầu thiết kế một cái bài tập, chúng ta sẽ vào phần iString Tutor. Đây, ở đây tôi dùng bản 10. Sau khi vào iString Tutor, chúng ta vào quiz. Tại phần quiz này, trước đây nếu chúng ta làm link và theo hướng dẫn của tôi là sẽ vào row để chèn mẫu. Còn đây chúng ta sẽ không có mẫu thì chúng ta sẽ vào phần ready quiz. Sau khi vào phần Rank Quiz thì các thầy cô chú ý ở đây là chúng ta trong cái kỹ năng chúng ta có thể làm câu hỏi lẻ hoặc gói. Thì với trường hợp chúng ta làm một cái câu hỏi lẻ hoặc là gói thì chúng ta thấy là nó sẽ không có phần trang bìa. Đấy, và đây là hiện nay trống. Còn đây là nó có cái phần phản hồi cuối dành cho là những người làm theo một cái gói bài tập. Thì cái phần này thì ở cái phần gói bài tập thì tôi sẽ nói sau. Đây tôi đang nói về cái việc chúng ta thiết kế những cái câu hỏi lẻ để chúng ta làm cái củng cố. Thì ở đây bây giờ tôi muốn tạo một cái bài tập nào đó thì tôi sẽ vào phần question phía trên này. Trong phần question này thì nó sẽ có rất là nhiều những dạng bài tập. Trong đó multi-choice, multi-report, vân vân. Đấy, đây là các cái loại bài. Thế thì ví dụ như ở đây là có những cái bài tập khá là hay, ví dụ như là drag and drop này, rồi hotbox này, hay là cái dạng matching nối vân vân, rất là nhiều. Thế thì bây giờ tôi sẽ xin mời các thầy cô theo dõi một cái bài tập mà bình thường là ở các mẫu sửa tôi cũng chưa làm. Đấy là tôi sẽ xin mời các thầy cô cùng theo dõi cái bài tập dạng là select from list này, là chọn, hoặc là cái dạng drag and drop, hai dạng này cách làm giống nhau. Đấy, thì ví dụ như là bây giờ tôi sẽ chọn cái dạng là drag and drop này đi. Đây là dạng bài kéo thả chữ, nó chỉ dùng cho chữ thôi. Sau đó tôi sẽ nhập câu hỏi ở đây. Thứ nhất tôi nhập này, ví dụ như là em hãy kéo. Đấy, hoặc là nhấn vào cũng được, hoặc nhấn chọn các từ bên dưới để điền vào chỗ trống sao cho đúng. Đấy, ví dụ thế. Như các thầy cô đã biết thì ở đây có cái phần thu âm, thì chúng ta có thể thu âm hoặc là chúng ta chèn âm thanh ở đâu audio này. Nếu nhấn vào audio này thì ta sẽ chèn âm thanh, đây chính là phần chúng ta đọc vân vân, âm thanh bên ngoài. Còn nếu như các thầy cô muốn thu âm thì các thầy cô sẽ nhấn vào nút audio phía trên này. Sau đó chúng ta chọn record mic. Cái này thường đi thi kỹ năng thì chúng ta sẽ phải thu âm trực tiếp. Còn đối với các thầy cô mà làm bài giảng dự thi thì thường là chúng ta thu âm điện thoại, sau đó chúng ta chèn vào biểu tượng audio cái loa này hoặc là from file. Thì ở đây tôi sẽ thu âm luôn. Với dạng bài này thì chúng ta chỉ đọc lệnh thôi chứ chúng ta không đọc các cái nội dung câu phương án. Đây, sau đây thì tôi nhấn start record để thu âm. Em hãy kéo hoặc nhấn chọn các từ bên dưới để điền vào chỗ trống sao cho đúng. Sau khi hoàn thành, em hãy nhấn vào nút nộp bài để kiểm tra kết quả.
Đấy, xong này, xong rồi thì nghe lại thử này. Đấy, nếu cô muốn thay âm thanh khác thì lại vào trên này. Audio from file là chèn cái âm thanh từ máy tính, còn record là chúng ta thu âm lại. Để sau đó thì tôi sẽ nhập các câu hỏi đây, tôi xóa hết đi. Ví dụ tôi nhập này là hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Đấy. Các thầy cô cũng chú ý nhé, là ở trong cái phần mà iString này thì chúng ta hoàn toàn có thể gõ công thức ký hiệu toán học được bình thường các thầy cô nhé. Đấy, đây này, cái nếu chọn equation này là chúng ta sẽ gõ được công thức tín hiệu, ký hiệu hóa học, vật lý, vân vân. Đấy, nó có hết, chúng ta chỉ cần chọn và chúng ta gõ vào thôi. Đấy, đây là ví dụ chỉ số trên nhé, đây gõ ví dụ thôi. Hai này, gặp chuột này. Đấy, hai mũ hai này, đấy thấy không? Thì khi nó ra đây thì nó hiển thị bình thường này. Đấy, không vấn đề gì cả, đây tôi minh họa thế thôi. Xin mời chúng ta quay trở lại nội dung. Sau xong thì cái phần này này, đây là thơ lục bát thì nó không có cái căn lề giữa đâu. Chính vì vậy là trường hợp này ấy, các thầy cô muốn căn lề thì chúng ta đành căn thủ công thôi, là nhấn phím cách này. Đấy, cách hoặc tab nó ra. Rồi, sau khi hoàn tất rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết lập những cái từ để chọn. Ví dụ nó kéo thả, tôi lấy ví dụ như là hôm nay trời nhẹ lên cao. Đấy, tôi sẽ gõ từ đây ạ. Đấy, ví dụ tôi bôi đen từ từ cao, insert. Đấy, như vậy đã chọn được đấy. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Đấy, ví dụ như là tôi ở đây đấy, buồn này. À, tôi buồn. Đây, kéo từ. Đấy, tôi buồn, insert blank. Đấy, như thế. Còn nếu mà các thầy cô muốn nhập phương án nhiễu cho nó, ví dụ như đây có hai phương án này kéo vào là đúng, nhưng bây giờ tôi sẽ là cao này, là lên trên này, đúng không? Hôm nay trời nhẹ lên trên, trên này là cho cao. Đấy, sau đó là tiếp tục này, enter này, thêm một từ nữa này. Đấy, tôi buồn thì thành là em buồn. Đấy, ví dụ như thế, phương án nhiễu cái này thì không bắt buộc. Đấy, sau khi xong rồi ấy, thì soạn thảo xong chúng ta sẽ sang cái phần bên phải ở tem là số lần làm bài. Thông thường số lần làm bài này các thầy cô nên để là 3 lần trở lên tùy theo. Ở dưới này limit time to answer ấy, là nó cho phép chúng ta là thiết lập thời gian để làm bài thì các thầy cô không 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 thiết lập thế, không để như vậy. Còn ở đây có phần bên dưới này, keep work này thì các thầy cô có thể chọn return all work to day này. Tức là khi làm nếu nó sai ấy, làm lại ấy, thì nó sẽ cho phép là gì ạ? Chúng ta nhấn vào nút làm lại thì tất cả các phương án sẽ nhảy xuống dưới để chúng ta chọn lại từ đầu. Và sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ sang phần slide view. Ở phần slide view này là liên quan đến phần trình bày ạ. Ở đây các cô sẽ chọn màu chữ, cỡ chữ, phông chữ cho đẹp. Thì thông thường thì tôi vẫn hướng dẫn với phông chữ thì một là có thể để nguyên đối với những ai đi thi kỹ năng công nghệ tin, còn đối với mà chúng ta dùng máy cá nhân mà có sử dụng có cài những phông chữ là Unicode theo những cái lớp tập huấn tôi đã hướng dẫn ấy, thì nó có phông chữ UVN này này, các bảng mã Unicode thì phông nó rất là đẹp. Các thầy cô có thể sử dụng các cái phông chữ này để cho nó nhìn nó hay hơn, nó đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Đấy, căn lề này. Ở cái phần tiêu đề này các thầy cô nên để cái phông chữ khoảng từ 24 đến 28 tùy theo. Đấy, tránh trường hợp bị nhảy chữ này thì ta phải kéo ra. Và khi kéo các khung này không được kéo ra khỏi cái trang. Đấy. Sau xong rồi thì các thầy cô nhấn vào nút chữ A, chọn More Color. Tại đây chúng ta sẽ chọn cái bảng màu ở bên phải này này. Đấy, cột này. Sau đấy đặt chọn cái vùng màu cần chọn, nhấn OK. Đấy. Tiếp theo này, đối với cái phần phương án này thì chúng ta không bôi đen được từng chữ, từng dòng mà chúng ta chọn như thế này là ta đang chọn hết rồi. Sau đó thì các thầy cô có thể là chọn màu màu chữ. Màu chữ thì như tôi đã hướng dẫn là chúng ta nên sử dụng màu xanh rêu hoặc là màu xanh xanh dương. Đấy. Cỡ chữ này, các thầy cô có thể cho khoảng từ 20 đến 24. Đấy, phông chữ cũng vậy, nếu chúng ta sử dụng có các phông chữ đẹp thì chúng ta có thể sử dụng các phông chữ Unicode. Đấy, còn nếu không có thì các thầy cô sử dụng Arial hoặc là các phông chữ Times New Roman hoặc là những cái phông chữ thông thường chúng ta vẫn sử dụng không lỗi là được. Đấy. Đấy. Chữ đó. Đấy, như vậy là cái phần khung này ta có thể kéo nó dịch vào. Đấy. Sau đó thì có thể là chỉnh các cái khung này.
chú ý tuyệt đối không được để cái khung này nó lệch xuống dưới này, các thầy cô nhé, nó tràn xuống dưới này nó xuất hiện thanh trượt là khi làm bài là khó cho học sinh. Đấy, tôi sẽ đặt ở đây. Đấy, ví dụ như này, ví dụ các thầy cô có thể chèn một cái phần hình ảnh vào để minh họa cho cái bài tập này thì cũng được. Nó chèn minh họa vào thì các thầy cô viết rồi, có nhiều cách. Đấy, trong đấy thì có một cách là ví dụ các thầy cô thi thì trong cái dữ liệu nó có phần ảnh người ta cho thì chúng ta sẽ vào phần insert chọn picture này. Đấy, sau đó thì các chúng ta có thể chèn một cái ảnh nào đó bất kỳ. Ví dụ như ở đây trường hợp này là tôi chèn một cái ảnh như thế này. Đấy, ví dụ thôi. Chỉnh. Đấy. Chỉnh kích thước cho phù hợp. Nếu mà chúng ta muốn là khi nhấn vào ảnh này có thể quan sát phóng to lên để xem thì chúng ta nhấp đúp chuột vào đây và trên này có zoom picture này. Đấy, ở đây có kính lúp tức là phóng to được. Còn ở bên trên này có picture stylist là khung viền cho ảnh. Ta có thể chọn đấy, cho nó đẹp. Như vậy là về mặt hình thức thì như thế này tương đối ổn. Nếu còn nếu các thầy cô muốn chèn cái khung nền vào phông nền ở dưới thì chúng ta nhấn phải chuột này, chọn format background thì bên phải này chúng ta chọn picture thì có thể chèn ảnh vào, hoặc là bên dưới này chúng ta có thể chọn đây đấy, ảnh nền đấy, cái màu nền cho con nó này đấy. Đấy, các thầy cô có thể chọn. Đấy thì giới thiệu như vậy để thầy có biết. Còn muốn chèn ảnh từ ngoài thì chọn file này. Đấy, tìm một cái ảnh. Tôi lấy ví dụ đây, tôi chèn cái ảnh này. Đấy, ảnh nét quá khó nhìn thì ở transparency này ta có thể kéo lên khoảng là trên dưới 80 gì đó. Đấy, như thế này. Đấy, ví dụ như thế. Còn bình thường thì tôi là không thích thế thì tôi sẽ chọn một cái màu đơn giản thế này thôi. Đấy. Sau khi mà hoàn tất cái phần nội dung thì quá trình làm các thầy cô nhớ phải nhấn Ctrl S để lưu lại nhé. Đấy, hoặc nhấn cái đĩa mềm trên này này. À, phần tiếp theo đó chính là cái phần chúng ta sẽ phải có phần phản hồi động viên. Đây, bây giờ review lên các thầy cô xem. Đây, bây giờ được nhấn này. Hôm nay trời nhẹ lên trên này. Tôi buồn này. Đấy, nhấn vào này. Submit này. Đấy, chưa đúng, đúng không? Sai, làm lại hai lần đây này. Đấy, thử lại đấy. Nó lại quay về thế không? Hôm nay trời nhẹ lên cao này. Tôi buồn này, submit này. Đấy, các phần Việt hóa này, cái phần phản hồi này chưa có âm thanh và chưa Việt hóa thì chúng ta sẽ phải chèn lại. Đấy, thì xin lưu ý như vậy. Còn lại thì cái giao diện này các thầy cô thấy là hiện nay nó đang là có cái màu màu vàng này, nút đỏ. Cái này là do là máy của tôi là tôi đang làm trên một cái bài tôi đã thiết lập mẫu giao diện chứ bình thường là chữ thứ ở đây nó không được đẹp như này đâu. Đấy, bình thường nó như thế này. Các thầy cô chú ý tôi sẽ thiết lập lại để tí nữa tôi sẽ minh họa các thầy cô xem. Đấy, ví dụ như bình thường nó không như thế, nó sẽ thế này. Đấy. Đấy, bình thường đấy. Đây tôi cho trở lại bình thường để sau này các cô xem nó xấu. Đấy, các cái nút này nó chưa thế này đâu nhé. Đấy, nút này thì nó đang màu thế này cơ. Đấy, bình thường cái này thì thôi chúng ta biết thế thôi. Đây, nguyên bản khi các thầy cô làm mới nó sẽ như này, tí nữa sẽ đến phần giao diện thì các thầy cô sẽ hình dung. Thế xong phần đó rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần thiết lập cái phản hồi động viên khi làm đúng sai. Bên bên phải này trong phần slide view các thầy cô sẽ thấy correct feedback là phản hồi đúng khi mà học sinh chọn đúng, incorrect là phản hồi khi học sinh chọn sai và không còn được làm lại. Cái again feedback là cái phần nhắc học sinh là hãy thao tác làm lại. Thì bây giờ tôi sẽ vào correct feedback này. Tại đây các thầy cô sẽ nếu là giáo viên chúng ta sẽ Việt hóa cái này, các thầy cô gõ đơn giản thôi. À, em thật là giỏi. Đấy, chúc mừng em. Đấy, ví dụ như thế. Sau đó các thầy cô sẽ đặt chuột ở đầu dòng, chúng ta sẽ phải làm hai việc là chèn âm thanh động viên và hai là chúng ta chèn hình ảnh động viên. Thế thì sau khi đặt chuột đầu dòng chúng ta phải insert. Ở đây có phần audio này. À, tương tự như các nội dung trên, các thầy cô muốn thu âm thì chúng ta nhấn record mic và đương nhiên đây là chúng ta đi thi kỹ năng thì chúng ta sẽ có thể thu âm rồi. Đây, ở đây thì tôi sẽ minh họa là bây giờ tôi thu âm, lát nữa là tôi sẽ không thu âm. À, tôi chèn ngoài. Đấy, tôi chọn record mic đây nhấn này. Chúc mừng em thật là giỏi. Đấy, như vậy xong này nhấn vào option này. Đây, play. Đấy, xong. Tiếp theo tôi nhấn chuột đây này, nếu trường hợp đề bài yêu cầu chúng ta chèn những hình ảnh động viên gì đó thì lại nhấn vào đây và insert, sau đó vào picture thì trong đề dữ liệu đề người ta sẽ cho một số những cái hình ảnh nào đó
thì các thầy cô sẽ vào để các thầy cô chọn cái hình ảnh biểu tượng cảm xúc ấy, ví dụ mặt cười, mặt khóc này, ví dụ như hay là những cái hình ảnh mà hấp dẫn. Cái này là nếu mà chúng ta đi thi thì là do người ta cung cấp, còn nếu người ta cho tự chọn thì đây bình thường cô có thể sử dụng những cái hình ảnh động cũng được này. Đấy, cho nó nhỏ lại, sau đó thì các thầy cô chọn cái chữ này và căn lề sữa. Nếu để đẹp thì chúng ta bôi đen và ta chọn màu chữ, thì chọn màu thôi, đơn giản thôi, gỡ chữ để nhỏ mặc định. Thế như vậy là chúng ta đã được cái phản hồi khi đúng này. Tiếp sau incorrect là phản hồi khi sai, thì ở đây là sẽ là gì ấy? Em cần cố gắng hơn nhé. Đấy, cũng lại chọn màu, sau đó đặt chuột ở đầu dòng, lại vào insert chọn audio. Lúc nãy thì tôi đi thu âm rồi, bây giờ tôi sẽ chèn từ ngoài. Trong trường hợp người ta lại cung cấp cho chúng ta cái âm thanh phản hồi thì ta sẽ vào đây ta chèn. Và ở trong này thì ví dụ như là tôi có cái phần âm thanh. Đấy, cái âm thanh có sẵn. Đấy, trường hợp này là phản hồi khi sai. Thì đây tôi có thể chèn cái âm thanh hoặc là cái nhạc hiệu thua cuộc gì đó. Đây ví dụ tôi chèn cái nhạc hiệu sai nhé. Nghe thử này. Đấy, tương tự lại chèn cái âm thanh và hình ảnh vào đây. Hình ảnh này thì cũng là nếu người ta cung cấp thì ta sẽ dùng, còn nếu người ta không yêu cầu thì thôi, đi thi kỹ năng thì không nhất thiết vậy. Đây, trường hợp sai này. Đấy, chữ căn lề giữa. Đấy, như vậy là xong. Tiếp tục try again feedback này thì các thầy cô chú ý cái chỗ mà phần trăm answer tem phần trăm này là không được sửa. Các thầy cô sẽ chỉ dịch các nội dung như sau này. Em hãy thử lại lần nữa nhé. Số lần làm bài còn lại là mấy lần nữa? Tem này là số lần, là lần. Đấy, tức là số lần làm bài còn lại là 2 lần. Đấy, cũng thế phần này. Riêng cái phần này thì các thầy cô có thể không cần chèn ảnh cảm xúc, nhưng phải chèn âm thanh ạ. Cái này âm thanh chúng ta chèn vào thì bình thường sẽ phải thu âm. Đây tôi lại thu âm. Đấy. Em hãy thử lại lần nữa nhé. Số lần làm bài còn lại. Tôi xin lỗi. Là cái này chúng ta chỉ cần là nhắc là câu trả lời chưa chính xác, làm lại thôi. Đây tôi nhấn phải chuột tôi sửa lại này. Vào trên audio record lại. Đây bây giờ sẽ thu lại. Câu trả lời của em chưa chính xác. Em hãy nhấn nút làm lại để thử lại một lần nữa nhé. Đấy, như vậy xong. Xong hết rồi thì tôi chọn trở lại chế độ bài tập và bây giờ review lên để xem cái phần phản hồi vừa rồi các thầy cô theo dõi đây. Đây bây giờ tôi làm nhé. Hôm nay trời nhẹ lên cao này, em buồn, submit này. Đấy, phản hồi cái này bao giờ hết 2 lần, 2 lần hết 3 lần sai ấy. Đây là chưa này. Đấy, lên cao này. Đấy, buồn. Đấy, sai. Đấy, đúng này thì nó thế này. Đấy, như vậy là hoàn tất. Và các thầy cô thấy là hiện nay cái giao diện của nó đang là bị tất cả những thông báo bằng tiếng Anh, và đồng thời cái giao diện chưa được đẹp thì chúng ta sẽ thực hiện cái công đoạn cuối là chúng ta sẽ vào cái nút player này. Trong phần player thì tại đây các thầy cô sẽ vào phần color để các thầy cô chọn màu. Thì ở đây các thầy cô có thể chỉ cần nhớ mấy cái màu như sau, và để đỡ phải dịch nhiều nó xuất hiện các cái điểm số này này thì các thầy cô sẽ dịch cho tôi cái màu số 2 này, layer background, là các thầy cô chọn một cái màu nào đó chúng ta thích. Đây tôi lấy ví dụ tôi chọn màu này nhé. Đấy, ok. Thì màu chữ nó là màu đen nó nổi nên cái màu số 3 là text control này này thì chúng ta cũng chọn đúng cái màu vừa rồi. Thì như vậy là màu chữ và nền giống nhau nên nó sẽ ẩn. Đấy, đỡ nhiều. Sau đó cái nút background chính là cái nút màu này này. Thì các thầy cô thường nhấn vào đây và chọn cho tôi nút màu đỏ. Đấy, như vậy xong. Thế thôi, còn các màu khác các thầy cô không quan tâm. Cuối cùng ấy thì bình thường các cô làm theo mẫu của tôi thì có cái nút import này để chúng ta insert cái phần Việt hóa của tôi vào. Nhưng ở đây thì chúng ta giả định đi thi máy của ban tổ chức, chúng ta không có sẵn. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần text label này, ra dịch. Và dịch ở đây về cơ bản ấy, các thầy cô chỉ cần dịch những cái nút nút một số nút thôi. Mà cụ thể ở đây này, ví dụ submit này, là dịch là ví dụ đây, là nộp bài này.
Đấy, review này là xem lại, quay lại này. Next này là tiếp tục này. Submit all là trả lời tất cả. Thực ra cái này nó là cho gói. Đấy, start quiz là bắt đầu. Đấy, có những cái chữ không cần đâu, nhá, close là đóng. Những chữ không cần, đấy, không phải chữ nào cũng cần. Ok là đồng ý. Cancel là đóng. Review slide là xem kết quả. Xem kết quả. Yes là có. No là không. Try again là thử lại. Đấy, continue là tiếp tục. Đấy, không cần phải dịch hết đâu. Đấy, xong thì ở dưới này các thầy cô kéo xuống và tìm cho tôi có một cái chỗ chúng ta kiểm tra xem có chữ cần phải dịch. Đấy là ở đây này. Đấy, rất là nhiều nhé. Nếu mà các thầy cô mà đi thi kỹ năng mà chẳng hạn mà chúng ta lại phải dịch hết cái chỗ này thì không biết đến bao giờ chúng ta mới dịch xong được. Đấy, chỗ này có một cái phần quan trọng nhất là you must complete này. Thì các thầy cô sẽ phải dịch là gì ạ? Bạn phải hoàn thành bài tập trước khi tiếp tục. Đấy, tức là phải làm bài đấy là xong. Đấy, xong khi xong rồi thì vậy thôi. Nếu thầy cô mà làm nhiều thì bình thường trong bài thi kỹ năng nó có nhiều phần thì các thầy cô nên nhấn vào cái đĩa này để lưu lại này. Đấy, sau đó đặt ở đây Việt hóa shape. Thì sau đó thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ nằm ở đây này các thầy cô này. Đấy, những bài sau ấy, các thầy cô vào làm những bài tập sau thì không phải dịch nữa. Chúng ta chỉ đây này, nó ví dụ đang tiếng Anh nhé. Đấy, về sau các thầy cô chỉ cần vào đây này, các thầy cô chọn Việt hóa này. Đấy, thì nó sẽ chuyển sang. Thế có những cô là dịch hết chỗ này cũng được, để reset là ví dụ làm mới này. Cái này thì bình thường chữ nữa, tiếng Anh in hoa thì tiếng Việt cũng in hoa các thầy cô nhé. Đấy, xong rồi thì chúng ta nhấn apply close. Và bây giờ review lên thì chúng ta thấy là chúng ta đã hoàn thành bài tập. Đấy. Hôm nay trời nhẹ lên cao này, tôi buồn. Đấy, nộp bài rồi đúng không? Đấy, xong rồi đúng không? Ở đây có chữ này chưa việt hết thì chúng ta quay trở lại. Đó là nó có hai cái phần dịch ở cái thanh công cụ phản hồi thì chúng ta cũng dịch nốt ở đây, đây. Đấy, còn không thì chúng ta để như thế là được rồi. Correct và incorrect. Đấy, nó khá là nhiều đây này. Là trả lời đúng. Incorrect là chưa đúng. Đấy. Vậy thôi. Như vậy còn lại những chữ kia thường nó không nổi nên là chúng ta không cần phải làm. Sau khi đã đến đây là chúng ta đã hoàn thành xong hết, là chúng ta chú ý nếu đối với cái bài tập mà chúng ta là bài tập lẻ thì nó sẽ không có như thế này. Các thầy cô chú ý đây. Nếu là bài tập lẻ thì sau khi mà làm đúng xong này, cao này, tôi này. Đấy, nếu nhấn là phải tiếp tục chứ nó không có cái nút kết xem kết quả này đâu. Xem kết quả này là thường là chúng ta có hai câu trở lên, tức là một gói. Thì đây nó ra cái bảng này, nếu có thầy cô để này tự nhiên chúng ta lại phải dịch các thứ thì nó mất công, thì chúng ta nên bỏ nó đi. Và để bỏ nó đi thì các thầy cô chỉ cần chọn lại bên form view này, chọn quit design và ở đây có phần show slide with design này thì chúng ta nhấn vào hai design slide. Đấy, như vậy nó ẩn cái trang cuối cùng đấy đi. Nên bây giờ khi chơi này. Đấy, khi chơi nếu đúng này, cao này, tôi này, hợp bài này. Đấy, nó xong cái thì nhấn tiếp tục luôn này chứ nó không có ra kết quả thì như thế này là được rồi. Đấy, thì lưu ý như vậy, xong hết rồi thì chúng ta nhấn vào Save and Return to Calc. Và ra đây là hoàn tất. Ở ngoài này nó hiện như thế này, chúng ta kệ nó. Không phải chỉnh gì hết. Nếu như chúng ta muốn quay trở lại sửa thì chọn đúng trang, vào lại iStream rồi vào quiz, nó sẽ đưa chúng ta vào trong để sửa. Còn nếu các thầy cô không dùng nữa, muốn bỏ hẳn thì các thầy cô phải xóa hẳn cái trang bên bên trái này đi, chứ không được là xóa nội dung ở bên này. Chúng ta xóa nội dung bên này là không được đâu. Đấy, như vậy là xong hoàn tất rồi. Đấy, và như vậy trên đây thì tôi đã giới thiệu và hướng dẫn các cô làm một cái bài tập trắc nghiệm
từ đầu, tức là không làm theo mẫu với cái dạng bài là kéo thả chữ và chuột chồng, và tôi tin rằng là các thầy cô có thể làm tốt được, chúc thầy cô thành công.